Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Thì một những câu hỏi khác nữa mà Thuận nhận được rất là nhiều Trong thời gian gần đây đó chính là câu hỏi liên quan tới làm sao để mà stake đồng Tron để nhận được đồng sân Các bạn chắc cũng đang nghe được cái thông tin Hệ thống Tron sẽ đưa ra một cái đồng quản trị, một cái governance token gọi là cái token sân Và cái token sân này sẽ là cái token để mà quản lý Những người nào mà lưu trữ token thì có thể là bỏ phiếu để mà quản lý những cái hệ thống DeFi ở trên mạng lưới Tron sau này thì rất nhiều bạn có thú biết là bây giờ đang có đồng Tron thì làm sao để có thể staking để nhận được những cái đồng sân miễn phí này thì các bạn thấy là các bạn trước hết là cần phải đi vào cái trang web tronlink.org Sau đó các bạn thấy là các bạn có thể là lựa chọn tải cái wallet, cái ví tronlink này cho cái điện thoại Android, điện thoại Apple hay là tải về Chrome extension cho cái máy vi tính Thì thường đang sử dụng máy vi tính cho nên thường sẽ chọn lựa, đã bấm vào Chrome extension, sau đó bấm vào Chrome Web Store nhưng mà nào mà sử dụng điện thoại thì cái bước cũng tương tự các bạn sẽ tải cái ứng dụng về điện thoại của mình hay là cái iPad hay là cái tablet của mình. Sau khi chúng bấm vào Chrome Web Store thì cái trang kế tiếp các bạn thấy là các bạn sẽ bấm vào Add to Chrome để các bạn add cái extension này vào cái Chrome browser của các bạn, cái chương trình duyệt Chrome. Sau đó cái trang kế tiếp các bạn thấy được là các bạn bấm vào Add Extension để hoàn thành cái bước này sau đó các bạn thấy được là các bạn sẽ có một cái ví Tronlink và cái ví này các bạn có thể bấm vào cái hình ở phía trên này, các bạn thấy là cái hình màu xanh này ở phía trên góc bên tay phải. Nếu như mà các bạn không có hình này thì các bạn bấm vào cái hình màu nâu này. Sau đó các bạn có thể lựa chọn là Tronlink Wallet thì các bạn sẽ có được cái ví Tronlink ở trên Chrome extension. Sau đó các bạn thấy là các bạn cần phải tạo một cái mật mã nếu như đây là lần đầu tiên các bạn tải cái Tronlink Wallet này thì các bạn hãy lựa chọn một mật mã để vào sau đó bấm got it sau đó các bạn bấm continue Mật mã các bạn cần phải có ít nhất là 8 cái chữ và cần phải có vừa chữ vừa số Sau khi các bạn đã để mật mã vào bấm Continue Thì bước kế tiếp các bạn thấy là các bạn có 3 lựa chọn Nếu như mà các bạn chưa có cái ví TronLink lần nào Thì các bạn bấm vào Create để mà tạo một cái ví TronLink Nếu như các bạn đã có một cái ví TronLink trước đây Thì các bạn có thể bấm Restore Sau đó các bạn để vào những cái ký tự để mà lấy lại cái ví của mình Và nếu các bạn đang lưu chữ đồng Tron ở trong cái ví Ledger Thì các bạn có thể bấm vào Hardware để kết nối cái ví Ledger thì những mà nào mà chưa có cái ví Tronlink các bạn có thể bấm vào create, sau đó các bạn có thể là đi theo những bước này, các bạn thấy là sau khi bạn để là cái tên ví, các bạn sẽ có những cái ký tự các bạn viết xuống cũng tương tự như là cái video thường chia sẻ trước đây liên quan tới làm sao để mà tạo cái ví Metamask thì cũng tương tự như vậy, các bạn sẽ tạo một cái ví. Bản thân thường thì không có lưu trữ đồng Tron các bạn cũng đã biết, nhưng mà thường có một ít đồng Tron ở trên Binance thường đã lưu trữ từ bấy lâu nay. Cho nên thường sẽ gửi cái số lượng đồng Tron đó vào cái ví Ledger và sau đó là thường sẽ lựa chọn là kết nối với lại cái hardware wallet như là cái ví chờ của Thuận thì bạn sẽ thấy là sau khi mà bấm Hardware thì bước kế tiếp các bạn có thể bấm Connect để mà kết nối với lại cái ví Ledger sau đó các bạn phải đưa mật mã vào để mà mở cái ví Ledger mình ra rồi các bạn đi theo hướng dẫn và cuối cùng các bạn phải để cái tên ví này cái tên nào mà các bạn muốn sau đó bấm continue sau đó thì các bạn đã có thể là kết nối thành công cái ví ledger của mình với lại ví Tronlink này nhưng mà nào mà không có ví ledger thì các bạn có thể là tạo một cái ví mới như là thùng mới vì chia sẻ với các bạn bấm create sau khi mà bấm create thì các bạn đi theo những cái bước hướng dẫn để mà lưu lại những cái ký tự để sau này lỡ như mà các bạn mất máy vi tính các bạn có thể dùng cái ký tự để mà lấy lại tiền của mình sau khi mà các bạn đã có cái ví rồi các bạn đã có đồng tron nằm trong cái ví này thì các bạn đi vào trang web đó chính là sun.market sau đó các bạn bấm vào connect wallet ở trên cái phía bên trên phía bên tay phải như là các bạn nhìn thấy bên màn hình sau đó là các bạn sẽ kết nối cái ví tron link mà các bạn đang có với lại cái trang web này và cái lúc mà trang web initializing thì sẽ tốn một thời gian dài các bạn cần phải chờ đợi sau khi mà cái wallet của các bạn đã initialize xong thì các bạn bấm vào genesis mining sau đó là các bạn có thể là lựa chọn tron các bạn muốn stake một điều các bạn cần phải biết là cái số lượng đồng tron mà các bạn có các bạn không thể stake hết tại vì nếu stake hết thì cái transaction của bạn sẽ bị fail sẽ bị à, không thể thông qua được tại vì các bạn cần phải để lại một số để mà trả cái số phí cho nên các bạn chỉ có thể stake một phần của cái số lượng tổng số đồng tron các bạn có thể có được các bạn bấm cái số lượng đồng đó vào cái khung này sau đó bấm vào stake sau đó các bạn thấy là các bạn sẽ có một cái pop up như đây bạn đang nhìn thấy trên màn hình và các bạn cần phải bấm accept để cho các bạn có thể là gửi cái số đồng tròn này vào cái hợp đồng thông minh cái smart contract để mà sau này các bạn có thể lấy đồng xanh được các bạn bấm accept dành cho những người nào mà đang sử dụng ví chữ lạnh thì trước hết các bạn sử dụng cái ví ledger nhưng mà nào mà sử dụng cái ví ledger thì các bạn có thể là gặp cái trường hợp là ledger device no error lý do tại sao là tại vì cái ví chữ lạnh ledger của các bạn là chưa có kích hoạt smart contract thì các bạn cần phải đi vào cái ví ledger của mình bấm vào cái đồng tron sau đó vào setting sau đó là các bạn cần phải mở hết transaction data, customer contract, như là cyber hash, các bạn sẽ thấy là những cái khung này các bạn bấm hai cái nút ở hai bên, thì lúc đó các bạn sẽ thấy cái chữ no sẽ đổi thành chữ yes cho transaction data, custom contract và cyber hash, thì sau đó các bạn trở lại và các bạn làm cái thao tác để mà stake, thì sau đó các bạn thấy được là trên cái màn hình ở trên cái máy ledger, cái này là dành cho những bạn nào mà sử dụng máy ledger, thì các bạn cần phải cho phép cái hợp đồng thông minh của đồng Tron bằng cách là bấm vào hai cái nút hai bên để mà verify cái contract khi mà các bạn nhận được cái thông báo trên màn hình là transaction has been broadcast nghĩa là các bạn đã thành công stake đồng Tron của mình và sau đó các bạn sẽ thấy được là cái số lượng đồng tròn các bạn stake sẽ nằm ở trên màn hình là các bạn đã stake bao nhiêu đồng tròn nhưng mà trước hết thì các bạn thấy là như mà nào mà gặp cái trường hợp là khi mà các bạn gửi đồng tròn vào cái hợp đồng thông minh mà sau đó các bạn lại nhận được cái lỗi khi mà vào kiểm tra coi coi là các bạn đã gửi thành công hay là chưa các bạn có thể nhận được một cái lỗi đó chính là out of energy cái lỗi mà các bạn nhìn thấy trên màn hình thì cái lỗi này có nghĩa là các bạn phải giữ lại một số đồng tròn trong ví để mà trả cái phí có nghĩa là các bạn đã gửi hết tất cả đồng tròn có nghĩa là cái số lượng đồng tròn còn lại trong ví không đủ để mà trả phí các bạn cần phải trở lại trang web hồi nãy cái trang của market cái lúc mà các bạn để vào bao nhiêu đồng tròn mà các bạn muốn stake thì các bạn phải giảm đồng tròn lại để lên một phần để mà trả phí sau đó các bạn sẽ thấy được là transaction các bạn sẽ thành công về việc là khi mà stake đồng tròn thì các bạn sẽ nhận được bao nhiêu đồng sân? thì cái thông báo chính thức từ sun market sau khi mà các bạn để đồng tròn vào trong cái hợp đồng thông minh này thì nó sẽ lóc lại 14 ngày thì 14 ngày sau đó cái số lượng đồng tròn các bạn stake sẽ được trả trở về ví và các bạn sẽ được hưởng một số như đồng sân cái đồng sân này là đáng giá bao nhiêu thì chúng ta không có biết tại vì các bạn thấy là bây giờ trên thị trường vẫn chưa có giao dịch đồng sân này nhưng mà các bạn thấy được là đồng sân các bạn sẽ nhận được là bao nhiêu thì chúng ta cũng không có rõ thì hiện tại tại vì tùy theo là cái số lượng đồng tròn stake là bao nhiêu thì cái số đồng sân đó là sẽ được chia tùy theo là có bao nhiêu đồng tròn được stake đương nhiên là càng nhiều người stake thì cái số lượng đồng sân các bạn nhận được sẽ càng ít đi các bạn thấy được là bây giờ đã có 6,8 tỷ đồng tròn đang được stake hiện tại cho nên càng nhiều đồng tròn stake thì đồng sân các bạn nhận được sẽ càng ít đi thì chúng ta bây giờ hãy chờ đợi coi coi là 14 ngày sau thì cái số lượng đồng tròn nhận được sẽ là bao nhiêu tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay nếu như mà các bạn muốn theo dõi Thuần Capital trên cái mạng xã hội để nhận được những thông tin mới nhất thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái link chính thức như là Facebook, Twitter và Telegram. Và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia bộ sàn giao dịch nào thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital như là ưu đãi của sàn Margin FX đăng ký thông qua liên thuần khắp được bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí hay là sàn Binance đăng ký thông qua liên thuần khắp được bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi hay là những sàn như là sàn Bybit, sàn Coinbase, sàn Remitano và ứng dụng BlockFi. Đương nhiên, tham gia vào giao dịch crypto thì có rất nhiều nguy hiểm cho nên không phù hợp với những bài nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao. Cũng như là những bài nào mà tham gia vào giao dịch margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn. Các bạn cần phải suy nghĩ trước khi mình tham gia. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.